Cuộc xung đột Nga-Ukraine liên tục đốt nóng chính trường thế giới với những diễn biến căng thẳng cực độ. Ở ngày giao tranh thứ 241, Nga và Ukraine không ngừng tố giác nhau về một kế hoạch gây ra thảm họa cho toàn miền Nam Ukraine. Cục diện xung đột sẽ ra sao nếu đập nước Kakhovka tại Kherson bị đánh sập? Trước thông báo giải phóng 88 khu định cư ở Kherson của Ukraine, Moscow tuyên bố Kherson sẽ trở thành pháo đài mà quân đội Nga sẽ bảo vệ đến cùng. Đáng chú ý, Nga tung nhiều hình ảnh lạ rộ nghi vấn Tổng thống Putin mang theo vali hạt nhân để gian đen phương Tây. Ở một diễn biến khác, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương dậy sóng với loạt động thái mới của Mỹ, Ấn Độ, Philippines. Cùng nhiều tin tức xã hội đáng chú ý khác, tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Toàn cảnh quốc tế ngay sau đây. Quý vị đang đến với chương trình Toàn cảnh quốc tế, tổng hợp những tin tức quốc tế, thời sự, chính trị, xã hội, an ninh thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trào lửa Đông Âu đang ngày một sụp sôi, đặc biệt là tại khu vực Khơ Sân, miền nam Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều đang ra sức cáo buộc nhau về kế hoạch đánh sập đập thủy điện Kakovka trên sông Dnipro, tác động trực tiếp đến cục diện xung đột. Vậy đập nước Kakovka quan trọng như thế nào? Phải chăng một viễn cảnh tàn khốc đang sắp ập đến tại vùng chiến điện này. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến cụ thể tiếp sau đây. Đập nước Kakhovka cao 30 m và dài 3,2 km được xây dựng năm 1956 trên sông Dnipro như một phần trong công trình nhà máy thủy điện. Nó chứa 18 km khối, có thể cung cấp nước cho Krum bán đảo Nga sát nhập năm 2014 và cho khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện cũng do quân Nga kiểm soát. Nếu đập nước thời Liên Xô này bị oanh kích, thì một bức tường nước sẽ tràn ra, gây lũ lụt khắp tỉnh Khơ Sơn miền nam Ukraine. Đồng thời, vụ tấn công tiềm tàng sẽ khiến cho Ukraine ngày càng xa lầy trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Sau nhiều tuần, Nga oanh kích ồ ạt các lưới điện trên khắp quốc gia Đông Âu này. Kiev cho biết khoảng 1 phần 3 hệ thống điện toàn quốc đã bị hư hại. Đại tướng Sergei Surovikin, tư lệnh lực lượng Nga ở Ukraine, ngày 18 tháng 10 nói rằng Ông nắm thông tin lực lượng Ukraine đang chuẩn bị một đòn oanh kích rất lớn ở đập nước Kakovka. Theo tướng Nga thì phía Ukraine có thể sử dụng pháo HIMARS do Mỹ cung cấp. Ông Surovikin cảnh báo về thảm họa nếu Ukraine thực sự ra đòn tấn công. Trong khi đó, thì các quan chức của Ukraine lại cho rằng những cáo buộc của tướng Surovikin là dấu hiệu cho thấy Moscow sắp oanh kích đập nước và đổ lỗi cho Kiev. Song song đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi phương Tây phải ngăn Nga không được cài mìn, phá hủy con đập bởi sẽ dẫn đến thảm họa cho toàn miền Nam. Cụ thể, trong bài phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo Ukraine đã cho biết là đã thông báo với châu Âu về hành động tấn công cực đoan mà Nga sắp tiến hành. Đồng thời, quân đội Kiev cũng đang chuẩn bị và thực hiện một trong những trận đánh quan trọng nhất của cuộc chiến đẩy lùi quân Nga khỏi Kherson, theo Reuters cụ thể ông zelensky đã nói rằng lực lượng nga đã có kế hoạch làm nổ tung đập thủy điện nova kakovka ông cho biết theo thông tin của chúng tôi hiện đập kakovka đang bị lực lượng nga cài mìn hiện tại tất cả mọi người trên thế giới phải hành động mạnh mẽ và nhanh chóng để ngăn chặn một cuộc tấn công mới của nga việc phá hủy con đập sẽ mang lại một thảm họa vô cùng lớn tất nhiên chúng tôi hiểu rằng những người chiếm đóng sẽ không quan tâm đến lãnh thổ của ukraine sẽ ra sao với cuộc tấn công này, họ cũng có thể sẽ mang lại nhiều hậu quả tồi tệ khác, ngay cả khả năng cung cấp nước từ sông Dnipro đến Krum. Ông nói thêm, nếu nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy hoàn toàn, kênh đào Bắc Krum cũng sẽ biến mất. Nếu Nga đang chuẩn bị cho cuộc tấn công như thế, họ đã nhận ra rằng họ không chỉ không giữ được Kherson, mà còn toàn bộ miền Nam Ukraine, kể cả Krum. Bây giờ, chúng ta phải cùng hợp lực tất cả những nhà lãnh đạo châu Âu và thế giới, tất cả các tổ chức quốc tế cần phải nói rõ với Nga rằng cuộc tấn công vào nhà máy Kakhovka đồng nghĩa với việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thế giới phải có biện pháp ngăn chặn, đó là nguyên tắc then chốt để phòng ngừa các mối đe dọa an ninh, cũng là nguyên tắc then chốt của chính trị quốc tế. Ông Kirill Stremasov, quyền phó lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson, nói rằng những cáo buộc của Kiev là sai sự thật. Trong lúc tình hình tại đập thủy điện ở Nova Kakhovka đang ngày càng trở nên phức tạp, báo cáo của Viện nghiên cứu chiến tranh mới đây dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc phà chở hàng của Nga đi qua sông Dnipro từ Kozas ở bờ tây đến Nova Kakhovka ở bờ đông. Sky News trích dẫn báo cáo trên cho rằng là quân đội Nga có khả năng đang cố chuyển lượng lớn quân và khí tài khỏi bờ tây sông Dnipro. Động thái này được cho là đã bắt đầu kể từ đầu tháng 10 đến nay. Truyền thông Anh Sky News bình luận màn chuyển quân ở trên được xem là một cách để Moscow tránh lặp lại sai lầm dẫn đến tổn thất lớn ở vùng Kharkiv khi Ukraine phản công. Cho đến nay, dù thừa nhận tình hình giao tranh diễn ra căng thẳng, nhưng Nga vẫn khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang đi đúng kế hoạch. Moscow quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Hiện những thông tin liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, thì Bộ Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố trên Facebook rằng là tính đến 6 giờ ngày 21 tháng 10, 2.000 binh lính Nga đã đến khu vực Kherson để bổ sung thêm quân số và tăng cường hỗ trợ cho các đơn vị trên tiền tuyến. Đây là lực lượng vừa được Nga huy động sau lệnh tổng động viên một phần của Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 9 vừa qua. Theo Zivkiform, thì Nga đang quyết tâm dồn sức vào trận địa Kherson. Báo cáo của lực lượng Ukraine cho hay quân Nga đang cố gắng bảo vệ các vùng lãnh thổ vừa chiếm được, tập trung nỗ lực kiềm chế hành động của lực lượng phòng vệ Ukraine trên một số hướng nhất định, đồng thời không ngừng tiến hành các cuộc tấn công ở hướng Banmut và Adivka. Bộ Tổng tham mưu nói quân Nga đã sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa phòng không để thực hiện các cuộc tấn công. Ngoài ra, đối phương đã xuất kích và phóng hơn 20 chiếc UAV Sahes-136 do Iran sản xuất. Có tới 20 khu định cư dọc theo tuyến đường liên lạc đã bị tấn công. Để tiến hành trinh sát trên không, phía nga đã sử dụng UAV hơn 20 lần. Đồng thời, chính quyền thân nga ở Kherson đã ban hành lệnh chuẩn bị sơ tán. Các khu vực nhân đạo ở Kherson cũng ngừng hoạt động. Thưa quý vị, trước tình thế nguy cấp tại khu vực chiến lược Kherson, thủ tướng Ukraine ông Denis Shmygal trong hôm 21 tháng 10 đã nói rằng Kyiv muốn Liên hợp quốc và EU cử một phái đoàn quốc tế đến đập Kakhovka để giám sát trong thời gian ngắn đáp lại thì người đứng đầu phái bộ cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng tại moscow ông Rodion Mirosnik đã nhận xét về yêu cầu này theo đó thì ông Mirosnik cho rằng là bất kỳ nhiệm vụ mang tính quốc tế nào hiện nay cũng đều sẽ không công bằng huống chi là nhiệm vụ được thực hiện bởi yêu cầu của kiev chúng ta phải nhận thức được điều này kiev sẽ chuẩn bị thổi phong bất kỳ vụ giám sát nào ví dụ là vụ phái bộ iaea tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, theo tass Ông Mirosnik cũng nhấn mạnh rằng mối nguy hiểm do con người gây ra không đến từ chính con đập mà từ các lực lượng Ukraine đang bắn phá nó. Ông nói, nếu muốn thực hiện bất kỳ cuộc giám sát nào, các quan sát viên phải được cử đến thượng nguồn sông Dnipro, đến căn cứ của lực lượng Ukraine, khu vực đã thực hiện việc bắn phá đập Kakhovka trong vài tháng nay và là nơi xuất phát nguy cơ thảm họa do con người gây ra. Trong nhiệm vụ này, phải có cả quan sát viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, CSTO, và các chuyên gia Nga. Thưa quý vị, ở ngày thứ 241 của cuộc xung đột, thì cả hai bên Ukraine và Nga đều đang đấu khẩu về nguy cơ đập thủy điện ở Kherson bị tấn công. Giữa lúc đó, thì chính quyền Tổng thống Zelensky cũng đã cập nhật những bước tiến mới của lực lượng quân đội nước này liên quan đến cục diện xung đột tại miền Nam Ukraine. Theo đó, thì Phó tránh văn phòng Tổng thống, ông Kirillo Timoshenko trong cuộc họp kín vào hôm 21 tháng 10 tại thủ đô Kiev cho biết lực lượng quốc phòng Ukraine đã giành lại nhiều khu vực định cư ở vùng Kharkiv và Kherson, theo dịp kịch Viên chức này nói tại Kherson có tổng cộng 88 khu định cư đã được giải phóng, nơi đó có khoảng 11.827 dân thường đang sinh sống. Theo ông Timoshenko, lực lượng Ukraine đang thực hiện cứu trợ nhân đạo cho cư dân thuộc các khu định cư bị chiếm đóng ở quận Berilav đồng thời sửa chữa các đường dây điện bị hư hỏng, kiểm tra các trạm biến áp và lắp đặt các cột điện mới. Ông Timoshenko cũng nói rằng đã chiếm được 120 km đường cao tốc, hệ thống thông tin liên lạc đã được khôi phục và hiện đang tiếp tục giải phóng các vùng tiếp theo. Phó tránh văn phòng Tổng thống cũng cho biết 551 khu định cư được giải phóng trong khu vực Kharkiv đã ghi nhận 1.685 tội ác chiến tranh. Ông cũng lưu ý rằng lực lượng Nga đang tiếp tục tấn công Kharkiv và các khu vực xung quanh làm hư hại 12.000 mục tiêu và thiết bị quân sự. Giữa căng thẳng trên thì Nga tiếp tục thể hiện quyết tâm không chùn bước đối với Kherson. Theo hãng tin RIA, phó lãnh đạo của vùng Kherson, ông Kirill Shemashov vào hôm 21 tháng 10 đã viết trên kênh Telegram của mình rằng Kherson sẽ trở thành pháo đài mà quân đội Nga sẽ bảo vệ đến cổ chia sẻ qua video, ông shop nói tình hình đang thực sự khó khăn. Hôm nay chúng tôi đang tích cực chuẩn bị mọi thứ như thể Kherson là một pháo đài mà chúng tôi sẽ bảo vệ cho đến cùng. Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người, xây dựng phòng thủ và bảo vệ thành phố. Theo RIA Novosti, hiện quân đội Ukraine đang xây dựng lực lượng ở hướng Kherson và Zaporiyia để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn tổng chỉ huy của lực lượng vũ trang Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Sergei Surovikin vào đầu tuần này đã cho biết quân đội Kiev đã sẵn sàng phạm vào những luật cấm trong xung đột, tình hình ở khu vực đang vô cùng nguy hiểm đối với dân thường. Thống đốc vùng Kherson, ông Vladimir Sado trước đó đã thông báo về việc di tản dân thường từ hữu ngạn sang tả ngạn sông Dnipro để tạo khoảng trống cho quân đội tấn công và phòng thủ. Không dừng lại ở đó, lực lượng không quân Nga đã phá hủy một kho đạn nơi chứa thiết bị quân sự mà phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine và lính đánh thuê ở tỉnh Kherson. Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 21 tháng 10 cho hay. Ở một diễn biến bất ngờ liên quan đến cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Nga và phương Tây. Thưa quý vị, hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Nga bất ngờ điện đàm. Nội dung của cuộc đối thoại này là gì? Liệu đây là một cơ hội cho hòa bình tại Ukraine? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Theo The Guardian, Lầu Năm Góc vừa xác nhận cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Lầu Năm Góc cho biết, tướng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì các đường dây liên lạc. Về cuộc đối thoại này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đôi bên đã thảo luận các vấn đề nóng về an ninh quốc tế, bao gồm tình hình ở Ukraine. Mặt khác, Lầu Năm Góc cũng công bố nội dung cuộc gọi của tướng Austin với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov ông Austin đã tái khẳng định cam kết không thể lay truyền của Mỹ về ủng hộ Ukraine trong xung đột. Trong khi đó, Mỹ, Pháp và Đức đã kêu gọi Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra liên quan cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái UAV của Iran tại Ukraine. Nếu điều này là đúng, hành động cung cấp UAV của Tehran cho Moscow đã vi phạm nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo Reuters, một lá thư của Mỹ, Pháp, Đức đã gửi lên Hội đồng Bảo an về vấn đề này cho đến nay, Iran và Nga đều bác bỏ những cáo buộc của phương Tây về mua bán UAV vũ trang. Cũng liên quan đến vũ khí mà Nga đã sử dụng tại Ukraine, thưa quý vị, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine ngày 21 tháng 10 cho biết, quân đội nước này đã bắn hạ 85% máy bay không người lái cảm tử nghi ngờ do Iran sản xuất khi Nga tung vào các cuộc tấn công. Theo Today Online thì Kyiv cũng nhấn mạnh rằng cần sự hỗ trợ của đồng minh để ngăn Iran tiếp tục chuyển tên lửa đến Nga. Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng và các thành phố của Ukraine kể từ ngày 10 tháng 10, sử dụng tên lửa và máy bay không người lái sah 136 do Iran sản xuất. Phát ngôn viên lực lượng không quân Yuri Inas cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine đang ngày càng chứng tỏ hiệu quả khi chống lại máy bay không người lái, nhưng kém hiệu quả hơn khi chống lại tên lửa. Ông Inas nói tại một cuộc họp báo, trong hai tuần qua, mạng lưới phòng không của chúng tôi bắn hạ được 85% số máy bay không người lái tấn công. Giờ đây, chúng tôi đã học được nhiều kinh nghiệm để tác chiến hiệu quả, nhưng với tên lửa, khó bắn hạ hơn rất nhiều. Tehran phủ nhận cung cấp máy bay không người lái xa hết 136 cho Moscow và Điện Kremlin cũng phủ nhận lực lượng của họ sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công Ukraine. Tuy nhiên, hai quan chức cấp cao của Iran và hai nhà ngoại giao Iran nói với Reuters rằng là nước này đã cam kết cung cấp cho Nga tên lửa đất đối đất và nhiều máy bay không người lái hơn. Ông Inat nói tiếp, Ukraine hiện không có hệ thống hiệu quả để chống lại tên lửa đạn đạo. Iran có thể sẽ cung cấp những hệ thống đó cho Nga, trừ khi thế giới tìm ra cách ngăn chặn. Hoa Kỳ đã bác bỏ lời phủ nhận của Iran, khẳng định họ bán máy bay không người lái cho Nga, cũng như các chuyên gia quân sự của Iran đang ở bán đảo Crimea để giúp lực lượng Nga vận hành những chiếc máy bay không người lái này. Ông Inas cho biết đây là vấn đề của tình báo Ukraine và phương Tây, nhưng nói thêm, rõ ràng là họ đang ở đó. Đối với cá nhân tôi, họ đang giảng dạy và thậm chí có thể tham gia vào hoạt động quân sự. Ukraine đã được hỗ trợ khi nhận các hệ thống phòng không tinh vi từ đồng minh, bao gồm hệ thống đầu tiên trong bốn hệ thống phòng không iris từ Đức. Ông Inas nói tiếp, một trong những hệ thống đó đã hoạt động ở Ukraine. Chúng tôi không thể nói nó ở đâu và hoạt động như thế nào. Irisity đã cho thấy rất hữu ích và khả năng của nó đã được chứng minh trong các chiến dịch quân sự. Đáng chú ý thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm một địa điểm huấn luyện lực lượng dự bị ở vùng Ryazan, phía đông nam Moscow. Trong số nhiều hình ảnh khá bất thường do phía Nga công bố vào sáng ngày 21 tháng 10, Sky News chỉ ra rằng điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của một vật bí ẩn được cho là cặp hạt nhân của Nga. Sky News chỉ ra một bức ảnh mà Nga đăng tải về hoạt động mới nhất của tổng thống Putin, có một người đàn ông ở hậu cảnh cầm một vật mà một số nhà quan sát phỏng đoán có thể là một trong những chiếc cặp hạt nhân Cheget của Nga, hay còn được gọi là bóng đá hạt nhân. Cheget là một phần của hệ thống tự động chỉ huy và kiểm soát lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, hay còn gọi là Kabeck. Một số chuyên gia nhận định Nga có ba cặp hạt nhân và tổng thống luôn giữ một trong số đó mọi lúc mọi nơi. Theo Sky News, những phỏng đoán liên quan đến chiếc cặp trong bức ảnh không thể được xác minh. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà bình luận cho rằng đây có thể là một nỗ lực của tổng thống Putin trong việc gửi thông điệp răn đe mới đến phương Tây sau một loạt tuyên bố trước đó của ông liên quan đến khả năng hạt nhân của Nga. Nga đã nhiều lần khẳng định nước này không đe dọa bất kỳ bên nào. Moscow chỉ sử dụng hạt nhân khi an ninh đất nước bị đe dọa bởi hạt nhân hoặc vũ khí thông thường một cách quá mức. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong thế kỷ 21, thậm chí là nhiều nhà phân tích còn nhận định rằng nếu kiểm soát được khu vực này, về cơ bản sẽ có thể kiểm soát được phần lớn các giao dịch thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực nằm ở vị trí trung tâm của các lợi ích chiến lược chính trị và kinh tế của thế giới việc Trung Quốc tuyên bố ký một hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon hồi tháng 4 như một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, khiến Mỹ và đồng minh Australia lo ngại về sức ảnh hưởng ngày một gia tăng của Bắc Kinh. Đáp lại thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân ngày 21 tháng 10 khẳng định hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương là điều vô cùng cần thiết để gia tăng hòa bình và ổn định trong khu vực, theo Reuters. Thưa quý vị, ảnh hưởng của Ấn Độ đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng ngày được chú ý nhiều hơn. New Delhi được kỳ vọng sẽ tham gia vào tiến trình thể chế hóa và hoạt động quản trị khu vực, thúc đẩy các hoạt động hợp tác và kết nối, trở thành nhà cung cấp an ninh và là lực lượng cân bằng không thể thiếu tại khu vực. Mới đây, vào hôm 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni Prem có khả năng là mang đầu đạn hạt nhân. Đây là lần phóng thử thành công thứ ba liên tiếp của loại tên lửa thế hệ mới này, theo English News. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ, tên lửa đạn đạo Andy Primum có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ bờ biển phía đông bang Odisha. Andri Primum là mẫu lớn nhất thuộc dòng tên lửa Andri của Ấn Độ, với kích thước và khối lượng nhỏ nhất. Tên lửa này nặng 25 tấn, có tầm bắn tối đa là 2.000 km và có thể được phóng từ tàu hỏa hoặc xe phóng di động. Hai vụ phóng tên lửa Angry Kremlin được thực hiện trước đó là vào tháng 6 và tháng 12 năm ngoái, được đánh giá là bước tiến mới trong nỗ lực phát triển ngành quốc phòng nội địa ở New Delhi. Quan chức Ấn Độ hy vọng rằng, sau khi được biên chế, loại vũ khí tân tiến này sẽ tăng cường năng lực săn đe chiến lược cho quân đội nước này. Trong khi đó, các cuộc tập trận không hải quân của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA ở eo biển Đài Loan nhằm đáp trả chuyến thăm hòn đảo của chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tiếp tục khiến tình hình tại khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp. Tư lệnh cấp cao của Hải quân Hoa Kỳ, ông Michael Gilday, hôm 19 tháng 10 cho rằng là Trung Quốc có thể dùng vũ lực với đảo Đài Loan trước năm 2024. Cụ thể, ông Gil đây nhấn mạnh, một cuộc xung đột tại khu vực eo biển Đài Loan có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và sớm hơn nhiều so với dự kiến trước đó là năm 2027, Taiwan News đưa tin. Khi được hỏi rằng Hải quân Mỹ đã có những sự chuẩn bị gì cho tình huống này, vị tư lệnh đã khẳng định rằng Washington và các đồng minh cần phải theo dõi mọi động thái từ Trung Quốc, nhất là trước, trong và sau sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức Tờ Defense News Navan Warfare dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Bắc Kinh đang theo đuổi việc thu hồi Đài Loan càng sớm càng tốt, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Thưa quý vị, trong bối cảnh các mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc ngày càng một gia tăng, Mỹ vẫn luôn thúc đẩy đảo Đài Loan hiện đại hóa lực lượng vũ trang để nâng cao khả năng phòng vệ. Trước những diễn biến gần đây tại hai bờ eo biển, thì trong hôm 19 tháng 10, truyền thông đảo Đài Loan và Mỹ đã đồng loạt đưa tin Đài Bắc vừa thông qua một thỏa thuận trị giá 78 triệu đô la Mỹ với Washington nhằm duy trì hệ thống phòng không MIM-104 Patriot hiện có trong biên chế của hòn đảo ít nhất thêm 5 năm nữa. Theo tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng, SCMP, thỏa thuận này đã được công bố trên nền tảng mua sắm trực tuyến của cơ quan phòng vệ Đài Loan, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, một nguồn tin trong lực lượng phòng vệ Đài Loan nói rằng, ngoài việc ký kết thỏa thuận, Đài Bắc còn kêu gọi các đội kỹ sư từ Lockheed Martin và Raytheon, hai nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ, cử đại diện và các chuyên gia đến đồn trú lâu dài tại Hòn đảo. Giải thích lý do cho lời kêu gọi này, Hòn đảo cho biết việc duy trì một đội ngũ chuyên gia quốc phòng cấp cao của Mỹ tại đây sẽ giúp Đài Loan yên tâm hơn trong việc vận hành và bảo dưỡng kịp thời các hệ thống Patriot vốn rất phức tạp. Đây là bước đi mới nhất của hòn đảo sau các cuộc tập trận không hải quân của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA ở eo biển Đài Loan ngay sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục leo thang, Mỹ cũng đang ngày càng thắt chặt quân sự với Philippines, một quốc gia cho đến nay vẫn tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền biển đảo. Thưa quý vị, Manila từng cho biết là sẽ mua vũ khí từ nhiều nước khác nhau và có thể sẽ tìm kiếm sự thay thế bằng hợp đồng với Mỹ sau khi hủy thỏa thuận mua trực thăng của Nga. Theo trang tin Nikkei thì khả năng trên càng được khẳng định qua phát biểu của tổng thống Philippines trong bài phỏng vấn gần đây. Trả lời phỏng vấn ngày 20 tháng 10, tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos cho biết Philippines đã bảo đảm sự thay thế bằng nguồn cung từ Mỹ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Philippines cũng có nguồn cung thay thế. Hiện chưa rõ phát biểu của ông Marcos có đồng nghĩa với việc thỏa thuận với Mỹ được ký kết hay chưa. Tuy nhiên, trang tin Nikkei cho hay, Philippines có thể sẽ mua trực thăng quân sự của Mỹ sau khi bỏ qua hợp đồng trị giá 216 triệu đô la với Nga. Được biết, ngoài lĩnh vực quân sự, Philippines dưới thời tân Tổng thống Ferdinand Marcos còn tăng cường giao dịch với Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng sạch. Trong khi đó, GMA News dẫn lời đại sứ Nga Marat Pavlov cho biết ông chưa nhận được thông báo chính thức từ Philippines về việc hủy bỏ hợp đồng. Không dừng lại ở đó, thưa quý vị, Reuters mới đây đưa tin máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ đã đáp xuống đảo Guam vào tuần này, đánh dấu nhiệm vụ triển khai lần thứ hai trong năm 2022 của loại máy bay tầm xa này. Động thái của Mỹ được cho là nhằm gian đe các đối thủ và trấn an đồng minh tại khu vực. Quân đội Mỹ xác nhận họ đã tạm thời triển khai máy bay ném bom B-1B tại khu vực Thái Bình Dương vào hôm 20 tháng 10, Việc này nhằm gửi thông điệp rằng Mỹ luôn sát cánh cùng các đồng minh và đối tác khi gian đe những hành động khiêu khích. Trích lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Past Rider, nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi nhiệm vụ của máy bay B-1B có liên quan đến vấn đề Triều Tiên hay không. Ông Rider nói thêm, sự hiện diện của các máy bay ném bom cũng nhằm chứng minh rằng Hoa Kỳ có khả năng tiến hành các hoạt động toàn cầu bất cứ lúc nào. Triều Tiên đã tiến hành số vụ thử tên lửa kỷ lục trong năm nay. Trong đó có một vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản. Các quan chức ở Washington và Seoul cho biết, Triều Tiên dường như cũng chuẩn bị tiếp tục thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Trước đó Bình Nhưỡng đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân từ năm 2006. Gần đây, Mỹ và các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản đã tăng cường phô trương lực lượng quân sự để đáp trả các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, bao gồm tiến hành các cuộc tập trận hải quân với tàu sân bay Mỹ và tổ chức các cuộc tập trận thực địa lớn đầu tiên sau nhiều năm các máy bay ném bom B-1B đã tham gia các cuộc phô diễn sức mạnh chống lại Triều Tiên trong những năm trước. Triều Tiên cáo buộc các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh là hành động khiêu khích thể hiện thái độ thù địch. Trong thời gian tạm triển khai tại đảo Guam, các máy bay ném bom sẽ phối hợp với các lực lượng đồng minh trong một số nhiệm vụ huấn luyện ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, không quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố nhưng không nói rõ những đồng minh là ai. Trung tá Daniel Mont, thuộc phi đội ném bom 37 cho biết trong tuyên bố máy bay B-1 là khí tài có khả năng đặc biệt trong khu vực này. Chúng có thể di chuyển quãng đường dài và chống chọi hỏa lực đáng kể từ đối phương nhờ được trang bị vũ khí chính xác và nhiều loại đạn dược dự phòng. Các nhiệm vụ của lực lượng ném bom đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng và thách thức tính toán quyết định của họ, một sĩ quan khác của không quân Mỹ nói với Reuters. Ngoài ra, việc Mỹ đưa B1B đến Guam diễn ra khi căng thẳng cũng tăng cao trong những tháng gần đây ở eo biển Đài Loan. Chuyến thăm tới Đài Bắc vào tháng 8 của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã khiến Trung Quốc tức giận. Sau đó, nước này tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận quân sự xung quanh đảo Đài Loan. Việc này đến nay vẫn tiếp tục mặc dù với quy mô giảm đi nhiều. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng đến với một số tin tức xã hội nổi bật hôm nay. Thưa quý vị, Kinh đô Ánh sáng Paris khẳng định vị thế là một trung tâm thương mại về các tác phẩm nghệ thuật hàng đầu thế giới, với hỗ trợ triển lãm và mua sắm quy mô lớn vừa được tổ chức. Sự kiện Paris và Past Arts Parcel do nhà sưu tầm nghệ thuật danh tiếng Arts Parcel tổ chức. Hy vọng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu thích các tác phẩm nghệ thuật trong và ngoài nước, Arts Parcel cũng từng tổ chức nhiều hội trợ triển lãm thương mại nghệ thuật ở Thụy Sĩ, Myanmar và Hồng Kông các nhà tổ chức lạc quan về doanh số bán ra ở các sự kiện năm nay, nhất là sau đại dịch Covid-19, đã hồi sinh và cho ra đời thêm nhiều xu hướng nghệ thuật cùng với những tác phẩm siêu tầm trong suốt thời gian đó. Nhiều tác phẩm của các danh họa nổi tiếng như Pablo Picasso, Tom Westerman, Henry Matisse, John Mitchell, Alfred cùng với các nghệ sĩ đương đại như Tchapalala Self, Maxwell Alexander hay Sung Tiêu cũng được giới thiệu với giá dao động từ 1.000 đến 30 triệu euro. Một tin tức đáng quan tâm khác liên quan đến lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Indonesia trong hôm 21 tháng 10 cho biết số trẻ em tử vong do chấn thương thận cấp tính tại nước này đã tăng lên 133 so với con số 99 được báo cáo trước đó, theo Today Online. Ông Budi Gunadi Sadiki nói thêm, các trường hợp tử vong nằm trong tổng số 241 ca bệnh ở 22 tỉnh, và hầu hết bệnh nhân là trẻ em dưới 5 tuổi. Ông Budi vào thứ Năm 20 tháng 10 cho biết, một số siro trị ho có sẵn ở Indonesia chứa ethylene glyco và diethylene glycol, những thành phần có liên quan đến chấn thương thận gây tử vong ở trẻ em. Indonesia đã tạm thời cấm bán và kê đơn tất cả các loại siro này và thành lập một nhóm chuyên gia bao gồm các quan chức y tế và đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để xem xét về lý do tăng số ca bệnh ở trẻ em. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của nước này cũng đã nêu tên 5 sản phẩm sản xuất trong nước có chứa hàm lượng ethylene glycol vượt mức và đã yêu cầu các nhà sản xuất rút chúng ra khỏi thị trường cũng như tiêu hủy tất cả các lô còn lại. Thưa quý vị, làng Mohera đã trở thành ngôi làng sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời đầu tiên của Ấn Độ. Người đứng đầu của Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres hôm 20 tháng 10 đã chúc mừng nước này và ca ngợi người dân nơi đây đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, theo Reuters ông Guterres đã được chào đón bởi các vũ công truyền thống khi đến thăm đền thờ mặt trời ở Modhera. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người dân ngôi làng này, người dân bang này, người dân Ấn Độ vì sự cam kết giải cứu hành tinh, sống hòa bình với thiên nhiên và chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu. Reuters dẫn lời ông Guterres nói, ông cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết để chống ô nhiễm. Theo ông, có tới 7 triệu người qua đời mỗi năm vì ô nhiễm. Hôm 19 tháng 10, ông Guterres đã tìm đến Ấn Độ nhằm hỗ trợ vận động các nước G20 giúp đỡ các quốc gia đang phát triển khác. Ba trong số các nước láng giềng của Ấn Độ đã tìm kiếm các khoản vay của Quỹ tiền tệ quốc tế khi nền kinh tế các nước này gặp khó khăn. Hiện Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đang có chuyến thăm tới Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suniki Suzuki hôm 20 tháng 10 thông báo ông sẽ có những hành động quyết định sau khi mà đồng yên để mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 150 yên trên 1 đô la. Chúng tôi sẽ không để yên những hành động đầu cơ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và truyền động và sẵn sàng hành động, hãng tin Reuters dẫn lời ông Suzuki cho hay. Trong phiên giao dịch chiều ngày 20 tháng 10, tại thị trường Tokyo, tỷ giá mua bán giữa hai đồng tiền đã có lúc được niêm yết ở mức 150,05 đến 06 yên trên một đô la Mỹ. Đây là mức thấp nhất chưa từng thấy của đồng yên kể từ tháng 8 năm 1990. Đồng đô la đã tăng khoảng 30% so với đồng yên trong năm nay, mặc dù Nhật Bản đã chi tới mức kỷ lục 2,8 nghìn tỷ yên, tương đương với 19,7 tỷ đô la để can thiệp vào thị trường ngoại hối trong tháng 9 để hỗ trợ đồng tiền của mình. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại <nói> chương trình Toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.